học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tiết học nữa, chủ đề từ vựng về sports, thể thao. Và như các em đã biết thì trong tiết học trước thì mình đã có một tiết học về chủ đề về thể thao rồi đúng không ạ? Và các em cũng đã biết rất nhiều những từ vựng liên quan đến chủ đề này rồi. Nhưng tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa thì các em vẫn cần phải học thêm những từ vựng cho chủ đề này. Tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ gửi cho các em thêm những cái từ mới xoay quanh chủ đề sports, những từ thông dụng hơn, biết chưa? Được chưa? Ok nhá. Và cũng vẫn như mọi khi thì mình sẽ học từ trước, sau đó mình sẽ nghe băng, đọc những cái từ này và mình sẽ làm bài tập để các em ghi nhớ hơn cách sử dụng của những cái từ mới ngày hôm nay nhá. Rồi đầu tiên mình sẽ cùng đến với từ, động từ đầu tiên. Đó là động từ abolish. Abolish có nghĩa là bỏ hoặc là chấm dứt. Cái này là âm O đấy nhá. Abolish. Được chưa? Cho nên có một ví dụ như sau. The Olympic Athletic Festival became international after the rules against foreign competitors had been abolished. Tức là cái festival điền kinh Thế vận hội Olympic ấy đã trở thành một cái Thế vận hội quốc tế sau khi những cái quy định chống lại cái việc là cạnh tranh giữa các quốc gia nước ngoài thì đã bị bãi bỏ. Tức là khi mà những cái quy định này nó bị bỏ đi thì cái festival này đã trở thành một cái tầm cỡ gì? Quốc tế. Đấy chứ ạ? Ok, tiếp tục ạ. Tính từ amateur và tính từ hay là danh từ professional là hai tính từ ngược nghĩa nhau. Amateur thì các em biết rồi đúng không? Amateur chính là amateur, còn professional chính là chuyên nghiệp. Amateur tức là thiếu, tức là không chuyên, không chuyên là nghiệp dư đúng không ạ? Cái này là nghiệp dư, còn cái này là chuyên nghiệp. Nào ví dụ nhá, the tournament is open to both amateurs and professionals. Tức là cái giải đấu này thì là mở rộng cho cả những cái người amateur lẫn là những cái người chuyên nghiệp, cả những người nghiệp dư và cả những người chuyên nghiệp. Thì ạ, có những cái giải đấu ví dụ như là môn bi chẳng hạn. Đó thì rất hay có những cái giải đấu là bởi vì những người không chuyên nhiều khi cũng chơi rất giỏi, thậm chí có những cơ thần thánh thì họ đánh còn hay hơn cả những người cầu thủ chuyên nghiệp đó, và thường có những cái giải đấu mở cho cả dân nghiệp dư và dân chuyên nghiệp. Ok, rồi tiếp theo chúng ta có danh từ động từ appeal. Appeal có nghĩa là thu hút hoặc là gây hứng thú. Football appeals to all ages and social groups. Tức là bóng đá thì nó gây hứng thú cho tất cả những cái loại đối tượng xã hội cũng như là độ tuổi khác nhau. Đó, ok nhá. Những cái đối tượng, những cái nhóm tuổi cũng như là những cái tầng lớp xã hội khác nhau. Ok chưa ạ? Bóng đá là môn thể thao vua. Và đây là môn thể thao mà rất là thu hút và gây hứng thú tất cả mọi người đúng không ạ? Ok, appeals, nhớ đi giới từ to nhá, appeals to. Rồi tiếp theo, attach importance to. Có nghĩa là attach của mình là đính kèm. Attach importance to tức là đính kèm cái sự quan trọng với cái gì, hay nói khác tức là mình coi trọng cái gì đó. Now, I attach great importance to doing sports regularly. Được chưa? Thế là tôi đính kèm một cái tầm quan trọng vào cái gì, thế là tôi rất là coi trọng cái chuyện là gì? Tập thể dục, tập thể thao thường xuyên. Ok, tiếp theo mình có danh từ bond. Đây là cái mối liên hệ hoặc là tình hữu nghị, cái sợi dây liên hệ. Now, the tournament strengthened the bonds between these companies. Giải đấu này thì đã làm tăng cường cái sự liên kết, cái sợi dây liên kết, liên hệ, tình hữu nghị giữa những cái quốc gia với nhau, giữa những cái công ty với nhau. Được chưa? Tiếp theo đó là cụm come into being. Come into being có nghĩa là xuất hiện. Được chưa? Happen, xuất hiện. Ví dụ như sau. First time in history, a season of 84 games instead of 132 games came into being. Nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử thì một cái giải đấu 84 trận đấu thay vì 132 trận đã xuất hiện. Xuất hiện nha, đã xảy ra, đã xuất hiện. Came into being. Ok, tiếp tục chúng ta có danh từ captain. Đây là captain, nghĩa là đội trưởng. Nếu mà là ở trên máy bay hoặc là trên những cái tàu thì là sẽ là thuyền trưởng hoặc là cơ trưởng. Ở trong bóng đá là đội trưởng, một cái đội nào đấy, captain. Đấy ạ. Và người ta thường hay viết tắt cái chữ C. Đó. Là một cái bằng đội trưởng, có chữ C đấy là biết là người captain, là người đội trưởng. She was captain of the hockey team at school. Này, mình hình chữ dơ vậy nhé. Cô ta là đội trưởng của cái đội chơi hockey ở trường. Ok, she was the captain of the hockey team at school. Ok, tiếp ạ. Closing ceremony. Closing ceremony có nghĩa là cái lễ bế mạc. Và trái ngược với từ này chúng ta có từ opening ceremony, có nghĩa là lễ khai mạc. The torch burns throughout the games until the closing ceremony. Tức là chúng ta biết là games ở đây tức là Thế vận hội Olympic, và một cái biểu tượng của Thế vận hội Olympic đó là cái đuốc, ngọn đuốc sẽ được cháy trong suốt cái quãng thời gian diễn ra Thế vận hội, và cái ngọn đuốc này sẽ cháy trên suốt thời gian Thế vận hội cho tới khi cái lễ bế mạc. Ok,
Okay, yeah. The torch burns throughout the games until the closing ceremony. Okay. Tiếp tục ạ. Chúng ta có huấn luyện viên, đó là coach. Và các em đừng có nhầm từ này với từ couch, với chữ U, couch. Thì thế có nghĩa là cái ghế tràng kỷ để dùng để nằm. Còn đây là coach, là huấn luyện viên. Coach, huấn luyện viên nhá. Hầu hết các môn thể thao, đặc biệt là môn thể thao đồng đội thì đều phải có huấn luyện viên. Ngay cả với những môn thể thao cá nhân, ví dụ như là bơi, những vận động viên bơi lội cũng sẽ có huấn luyện viên cá nhân. Ok. Rồi tiếp tục ạ. Commercialism, tức là việc thương mại hóa. Ví dụ nhá. During the 1850-1870 period, the game was changing. However, with increasing commercialism, trong suốt quãng thời gian năm 1850-1870 thì Thế vận hội vẫn cứ thay đổi, những cái trò chơi vẫn cứ thay đổi. Tuy nhiên là với cái sức thương mại hóa ngày càng tăng lên, tức là ví dụ như đang xem bóng đá đúng không, đến giữa hiệp và kiểu gì cũng sẽ, khán giả cũng sẽ được xem rất nhiều quảng cáo. Rất nhiều quảng cáo để tranh thủ những cái chương trình mà thu hút cái sự quan tâm của nhiều người tham gia, sẽ có commercialism nhiều lên, đúng không ạ? Đây cũng là chuyện khá là dễ hiểu. Rồi tiếp tục, criminal record, có nghĩa là hồ sơ hình sự. Đây là danh từ ghép nhá. Hồ sơ hình sự, criminal tức là tên cướp đấy, thì criminal record tức là hồ sơ hình sự nhá. Ok, đây mình có thể nhìn một cái ảnh và nó có một cái mẫu đơn yêu cầu request for criminal background check, tức là yêu cầu kiểm tra cái hồ sơ hình sự của ai đấy. Ok, để tiếp tục ạ. Động từ crown, từ này là danh từ, nó có nghĩa là vương miện, mà đây nó có nghĩa là hoàn thành. Their efforts were finally crowned with success. Là những cái nỗ lực của họ thì cuối cùng cũng đã hoàn thành với cái sự thành công. Được chưa? Okay, crowned, một động từ rất là đẹp. Từ rất là đẹp các em ạ. Rồi tiếp theo, date back to hoặc là date from, nghĩa là tồn tại từ khi nào. Cái từ back to tức là quay trở lại, đây nào đây. Date back to hoặc là date from. No one knows exactly how far back the Olympic Games go, but some official records date from 776 BC. Không ai biết chính xác là Thế vận hội đã xuất hiện từ cách đây bao lâu, cách đây bao xa. Thế nhưng mà những cái ghi chép chính thức thì là nói rằng là nó có bắt đầu từ năm 1776 trước công nguyên, tức là rất lâu rồi, đúng không ạ? Ok, tiếp tục, double check stand. Double check stand nghĩa là khán đài hai tầng. Ok, double deck stand. Stand đây là trong sân vận động thì stand người ta để chỉ là cái khán đài, và double deck là khán đài hai tầng. Các em có thể thấy đây là một tầng, được chưa? Và đây sẽ là một tầng thứ hai. Đó. Ok. Rồi tiếp theo, duffer. Duffer là một từ khó. Danh từ duffer có nghĩa là kẻ ngu ngốc. He was a bit of a duffer in his soccer team. Anh ta khá là một kẻ khá là ngốc trong cái đội bóng đá. Ok, trong cái đội bóng của mình. Ok, elite trái ngược với duffer thì lại là elite. Elite là một cái nhóm nhỏ nhưng mà có ảnh hưởng lớn, tức là gọi là cái tầng lớp có ảnh hưởng cao đấy, được chưa? Influential, elite. Ở Hà Nội cũng như là một số những cái thành phố lớn ở Việt Nam thì cô thấy rằng là còn có một cái trung tâm fitness center, trung tâm luyện thể hình, có tên là Elite Fitness. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ có một câu ví dụ như sau nhá. Public opinion about whether to build a sports center or not is influenced by the small elite who control the media. Tức là những cái quan điểm của công chúng về cái chuyện là có nên xây dựng một cái trung tâm thể thao hay không thì nó bị ảnh hưởng bởi một cái nhóm, những người gọi là elite, tức là một nhóm nhỏ, những người mà kiểm soát đấy, truyền thông. Được chưa? Ok nhá. Rồi, tiếp theo mình có tính từ exceptional. Exceptional có nghĩa là nổi bật. At the age of 5, he showed exceptional talent as a soccer player. Ở tuổi thứ 5, tức là mới 5 tuổi nhá, mà anh ta đã cho thấy một cái tài năng xuất sắc là một cái cầu thủ bóng đá rồi. Ok, Lionel Messi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo mình có tính từ exotic. Exotic là một tính từ thi rất nhiều trong rất nhiều bài thi tiếng Anh. Các em phải nhớ từ này. Exotic nghĩa là kỳ lạ hoặc là đặc biệt. Learning to play a water sport in a few days for entertainment is such an exotic journey. Học cách để chơi môn thể thao ở dưới nước trong một vài ngày để giải trí ấy, thì là một cái hành trình mà nó rất là đặc biệt,
Mnemonic Journey. Ok, rồi. Ở đây là một cái môn thể thao mạo hiểm khác. Môn thể thao này thì các em thấy là đây là một cái vách núi, một cliff, được chưa? Và người ta có một cái môn thể thao đó là người ta sẽ rơi, tức là từ đây nhảy xuống. Mà bắt đầu tất nhiên là trước khi rơi xuống đáy vực để kết thúc sự sống của bản thân thì người ta sẽ bật dù lên, đúng không nào? Rồi lại bay lên, rồi bay đi đâu đó, rồi hạ cánh đâu đó. Ok, ở thế giới người ta rất là ưa chuộng cái môn thể thao này. Mặc dù vậy thì môn thể thao này không phải là dành cho tất cả mọi người và cũng không dành cho những người yếu tim. Như cô chẳng hạn, cô sẽ không bao giờ tham gia cái trò chơi này. Không bao giờ. Ok. Đấy, nhưng mà đồng nghiệp của cô, rồi các bạn của cô, rồi những người bạn nước ngoài của cô thì họ rất là thích. Ok. Cái món này gọi là free fall, rơi tự do. Rơi tự do. Hoặc là parachuting, tức là nhảy dù. Ok. Free fall nhá. Rồi tiếp tục ạ. Gamble. Gamble thì mang nghĩa là đánh bạc. Nhưng mà trong thể thao thì gamble có thể hiểu là cá độ. I gambled all my winnings on the last race. Tức là tôi đã đặt cược tất cả những cái tiền thắng của mình vào trong cái trận đua cuối cùng. Ok. Rồi nhá. Ok. Rồi tiếp tục ạ. Glider. Glider có nghĩa là tàu lượn. Glider nghĩa là tàu lượn. Các em nhìn thấy đấy, đây là một cái tàu lượn. Và cũng như vậy, cũng là một cái môn thể thao nữa mà mọi người rất là thích. Các bạn của cô, người Việt Nam nhá, thì cũng đã đi chơi tàu lượn này rất là nhiều. Đấy, nhưng mà Not me. Nhát gan, đúng không ạ? Nhát gan. Ok, tiếp theo nhá, chúng ta có danh từ goal. Goal nghĩa là bàn thắng. The winning goal was scored by Hill. Là cái bàn thắng đấy đã được ghi bàn bởi Hill. Ok. Rồi tiếp tục, danh từ half là hiệp đấu. He was badly injured in the first half. Rồi anh ta đã bị thương nặng trong cái nửa hiệp đấu đầu tiên. Ok, anh ta bị thương nặng. The first half. Tiếp tục ạ, halftime, tức là thời gian nghỉ giữa hiệp. They quickly returned to the pitch after halftime. Tức là họ đã nhanh chóng là trở lại đường pitch. Đường pitch là những cái đường bao xung quanh của sân đấy. Đường pitch sau cái khoảng thời gian gì? Giữa hiệp. Ok nhá. Rồi tiếp tục ạ. Đó là danh từ ở động từ halt. Nghĩa là ngưng lại. The match came to a halt when it started to rain. Là trận đấu đã ngừng lại khi trời bắt đầu mưa. The match came to a halt when it started to rain. Trận đấu đã ngừng lại. Came to a halt. Ok nhá. Rồi, honor. Honor có nghĩa là tôn vinh hoặc là danh dự. Now, so great was the honor that the winner of the foot race gave his name to the year of his victory. Tức là cái vinh dự ấy là quá lớn đến nỗi mà cái người chiến thắng của cái giải chạy đấy, đúng không ạ? Thì đã đặt tên mình cho cái năm mà có cái chiến thắng của anh ta. Cái vinh dự nó quá lớn đến nỗi mà. Và cái đây thì là đây là một cái cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh. Các em đảo sâu cũng với tính từ lên trước, rồi đến động từ, rồi mới đến cái chủ ngữ chính của cái câu đó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đảo ngữ inversion. Ok nhá. Rồi, hooligan. Nào, hooligan thì có gì lạ? Trong tiếng Việt chúng ta gọi là hooligan. Tiếng Anh nó là hooligan. Ok, các em đọc lại nhá. Hooligan. Đọc to lên ạ. Hooligan. Ok, đây có nghĩa là cổ động viên quá khích. Như thế này có thể nói là bắt đầu quá khích rồi đấy, đốt pháo sáng rồi, đúng không? Rồi tiếp ạ. Inception. Inception có nghĩa là sự khởi đầu của một tổ chức. The club has grown rapidly since its inception in 2007. Câu lạc bộ đã phát triển nhanh chóng kể từ khi cái khởi đầu của nó vào năm 2007. Kể từ cái sự khởi đầu, inception. Hoặc là since its founding, kể từ khi nó gì ạ? Thành lập. Inception lúc này nó giống như là founding. Ok nhá. Rồi chúng ta cùng tiếp tục ạ. Thì tiếp theo chúng ta có từ infield, nghĩa là bên trong sân. Tất nhiên rồi, in là trong, field là sân, infield trong sân. Rồi tiếp theo chúng ta có từ medal. Medal nghĩa là danh từ huy chương. Now, she aims at winning a gold medal in the Olympics. Là cô ta nhằm mục tiêu là sẽ giành được một chiếc huy chương vàng ở Thế vận hội Olympic. Được chưa? Ok, tiếp. Laurel wreath. Laurel wreath có nghĩa là vòng nguyệt quế. Đó, đây là hình ảnh của cái vòng nguyệt quế. Ở Việt Nam thì mình biết rằng là có một cái cuộc thi rất là phổ biến đối với các em học sinh cấp 3 ở Việt Nam, đó là cuộc thi đường lên Olympia, đúng không ạ? Và vòng nguyệt quế cũng là một cái phần thưởng vô cùng là tuyệt vời cho những người chiến thắng.
ở Olympics cũng như là cuộc thi này đúng không ạ? Laurel Wreath. Laurel Wreath. Vòng nguyệt quế nhỉ? Ok. Tiếp tục ạ. Periodical. Đây là từ O nhỉ? Periodical. Periodical nghĩa là tạp chí định kỳ. Period là danh từ. Đấy ạ. Period của mình nghĩa là danh từ. Giai đoạn. Thì periodical là tính từ, nhưng cũng có thể là danh từ mà nghĩa là tạp chí định trì, định kỳ. A weekly periodical, The Sporting News, came into being. Đó là có một cái tạp chí hàng tuần có tên là The Sporting News đã xuất hiện, đã có mặt, đã xuất hiện. Ok, tiếp. Physical fitness. Physical là thuộc về thể chất, còn mental là thuộc về tinh thần, đúng không ạ? Physical fitness tức là cân đối về mặt gì? Thể chất. Đó. Thế thì đây là hình ảnh của một cái lớp tập yoga, đúng không ạ? Đấy, và ngày nay thì ngày càng nhiều người học yoga nhiều hơn. Cô Phương cũng là một người học yoga. Cô muốn là mình có được cái sự cân đối về thể chất và tinh thần nhờ thể thao. Và các em có thể thấy đây là physical fitness, đấy chưa? Là cái sự cân đối và khỏe mạnh về thể chất. Ok, tiếp tục. Chúng ta có danh từ grind. Pride là danh từ của tính từ proud. Proud có nghĩa là rất là tự hào. Thì pride là danh từ. Success in sport is a source of national pride. Là thành công trong thể thao là một cái niềm tự hào của quốc gia. Ok. Rồi, tiếp tục ạ. Chúng ta có động từ proclaim. Proclaim có nghĩa là tuyên bố. In 1900, the Western League, based in the growing cities of the Midwest, proclaimed itself the American League. Vào những năm 1900 thì một cái giải gọi là Western League được đặt ở những cái thành phố đang phát triển của khu vực phía Tây đấy thì đã tự tuyên bố đó là cái giải Mỹ, The American League. Tự công bố nhỉ? Proclaim. Claim vốn đã là công bố rồi. Proclaim phải thêm tính chất là nó. Proclaim, công bố. Rồi ok. Bracket. Một lần nữa mình gặp lại từ này. Bracket có nghĩa là kỷ lục. She holds the world record for the 100 meters. Cô ta giữ kỷ lục thế giới cho cái có thể là nhảy xa hay nhảy xa 100m hay để chạy 100m, nhảy xa 100m. Crazy. Cô ta đã giữ kỷ lục thế giới cho cái chạy 100m. Được chưa? Thế tức là cho cái kỷ lục thế giới cho cái hạng mục đấy. Ok. Ok. Rồi tiếp tục ạ. Referee là trọng tài. Ok. Đấy, bức ảnh này đuổi. À, không phải đuổi, đây là trọng tài bóng đá và rút ra một tấm thẻ vàng cho Wayne Rooney, đúng không ạ? Thì anh còn đang mang màu áo của Manchester United. Ok, referee. Ok, động từ umpire. À, danh từ umpire thì thường là sẽ dùng là trọng tài, nhưng mà trong tennis và bóng chày dùng từ umpire. Còn trong bóng đá đấy, và những cái môn thể thao khác người ta hay dùng từ referee. Được ạ? Bóng chày và tennis thì người ta hay dùng umpire. Ok. Tiếp tục ạ. Representative là đại diện. Now, after the 1908 London Olympics, success was reestablished and nations sent the best representatives. Tức là sau Thế vận hội Olympic London năm 1908 thì thành công đã được tái xác lập và các quốc gia đã gửi những cái đại diện tốt nhất của họ. Ok. Ok. Risk taking. Risk taking có nghĩa là thử cảm giác mạnh. Risk, mạo hiểm. Môn thể thao mạo hiểm, đúng không ạ? Extreme sports have never been so popular with risk takers. Những môn thể thao mạo hiểm thì chưa bao giờ phổ biến hơn như thế với những cái người thích cảm giác mạnh. Ok? Risk takers, ok, là những người thích cảm giác mạnh. Môn thể thao mạo hiểm sẽ là extreme sports. Chưa bao giờ mà nó lại phổ biến đến như thế. Ok. Rồi, ở sân vận động thì sẽ có khán giả đúng không ạ? Và khán giả sân vận động thì các em nhớ là dùng giúp cô từ spectators. Còn khán giả mà xem, ví dụ như là xem ở trong những cái nhà hát, rạp hát thì mình sẽ dùng từ audience, được chưa? Ở đây thì mình dùng từ spectators, là khán giả tại những cái sự kiện thể thao. Ok, khán giả ở những cái sự kiện thể thao. Alright, spin-off. Spin-off là mình sẽ đọc nối cái từ này vào spin-off. Spin-off là kết quả không ngờ tới. The sport events will certainly have positive financial spin-offs
for local communities. Những sự kiện thể thao thì chắc chắn là sẽ có những cái kết quả không ngờ về tài chính rất là tích cực cho những công ty địa phương. Ok. Rồi, sportsperson là dân chơi thể thao, dân thể thao, sportsperson. Nào, đối với môn bóng đá, đây là môn thể thao vua, môn thể thao rất là phổ biến ở thế giới của chúng ta. Thì ở môn bóng đá này, cái người tiền đạo thì nó dùng từ striker, hậu vệ thì nó dùng từ defender. Ok, striker và defender. Rồi, thủ môn chúng ta cùng từ goalkeeper, tức là người giữ cái goal, goalkeeper. Ok. Chúng ta có động từ symbolize, danh từ symbol là biểu tượng, thì động từ của nó sẽ là symbolize. The torch symbolizes the continuation of the ancient Greek athletic ideals. Tức là cái ngọn đuốc đã là biểu tượng hoặc tượng trưng cho cái sự tiếp diễn, cái sự tiếp nối của những cái lý tưởng của gì đây ạ? Những vận động viên Hy Lạp cổ đại. Đây là cái tính lý tưởng ấy ạ, của những cái tính vận động viên Hy Lạp cổ đại. Ok, cái sự tiếp tục, sự tiếp diễn. Rồi, tiếp theo là danh từ thrill. Thrill nghĩa là phấn khích. It gave me a big thrill to win the battle. Và nó đã mang lại cho tôi một cái sự phấn khích rất là lớn để giành chiến thắng trong cái trận đấu này. To win the battle. Ok. Uninterrupted. Chúng ta biết từ interrupted có nghĩa là bị gián đoạn. Vậy thì trái nghĩa với nó, thêm giúp cô tiền tố ăn, chúng ta có uninterrupted, không bị gián đoạn. After an uninterrupted history of almost 1,200 years, the games were abolished in AD 394 because of their pagan origin. Okay? Tức là sau một cái lịch sử là không bị gián đoạn gần 1,200 năm, thì Thế vận hội đã bị bãi bỏ vào năm 3394 sau Công Nguyên do những cái nguồn gốc rất là gây tranh cãi của nó. Okay? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đến với phần luyện tập. Trước khi mình chuyển sang phần luyện tập thì một lần nữa, cô mời các em cùng nghe lại tất cả những cái từ vựng mà mình đã được học trong tiết học ngày hôm nay. Chủ đề sports, thể thao. Ngày hôm nay mình học rất nhiều từ vựng, có thể nói là vô cùng quan trọng chủ đề thể thao. Thì các em hãy nghe lại nhá. Nghe lại và viết xuống giúp cô những cái từ mà mình gặp phải trong tiết học ngày hôm nay. Và hãy cố gắng là nhớ luôn cái cách ghi những cái từ này nhé. Blood sport. Winter sports. Water sports. Tournament. The World Cup. Athletics. Badminton. Baseball. Basketball. Boxing. Cricket. Diving. Football. Soccer. Golf. Gymnastics. Hockey. The long jump. Marathon. Motorsport. Racing. Running. Skiing. Snooker. Snowboarding. Swimming. Table tennis. Tennis. Judo. Sailing. Shooting. Taekwondo. Volleyball. Weightlifting. Wrestling. Puck. Bystander. Camaraderie. Compete. Duration. Host. Impartial. Instructor. Participate. Playing field. Recreation. Season. Succession. Train. Violation. Void. Confined. Như vậy là vừa rồi các em đã nghe lại toàn bộ từ vựng mà chúng ta đang học trong tiết học ngày hôm nay, đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ cùng chuyển sang cái phần luyện tập các em nhé. Ở phần luyện tập này thì đầu tiên, trong bài đọc đầu tiên này thì cô sẽ yêu cầu các em là sẽ nghe. Hôm nay mình sẽ đổi gió một chút, mình sẽ học nghe nhá. Nghe, dù là học nghe hay là đọc hay là bài tập hay gì cũng chỉ là để các em có thể nhớ từ vựng tốt hơn mà thôi, đúng không ạ? Bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ là nghe. Tôi lựa chọn giúp cô đáp án đúng cho những câu hỏi sau đây. Đây mình có 8 những cái câu này và cô đã cho sẵn các em những thông tin. Các em chỉ việc nghe và lựa chọn giúp cô xem là thông tin nào là thông tin đúng và mình sẽ gạch chân cho cô những cái thông tin đó. Được chưa? Mình có 8 câu như này. Bây giờ các em hãy download file PDF đính kèm tiết học ngày hôm nay về, in ra và bắt đầu vừa nghe vừa làm nhá. Ok. Còn nếu không cũng có thể là dừng video vào lúc này, lấy giấy bút ra và
Vừa nhìn vừa nghe và vừa ghi xuống. Ok, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nghe. Sau đó thì các em sẽ quay lại và xem cô Mai Phương chữa nhé. Ok, bây giờ sẽ là đáp án các em nhé. Câu đầu tiên, Gym A has lots of activities at different times a day. Gym A ấy, thì có rất là nhiều hoạt động ở những cái giờ khác nhau trong ngày. Yeah. Câu số 2, Gym A opened 10 years ago. Gym A đã mở cửa 10 năm trước. Câu hỏi số 3, in Gym A you have a massage at a reasonable price. Ở Gym A thì bạn sẽ có một cái massage ở cái giá thì rất là phải chăng. Và câu số 4, you can borrow towels and yoga mats from the gym. Ok, bạn đâu, you can borrow the yoga mats thôi. Chỉ có mỗi cái này thôi. Tức là bạn có thể mượn cái thảm tập yoga từ phòng gym. Ok. Tiếp tục ạ. Gym B can give you advice about training, lifestyle and diet. Gym B có thể cho bạn những cái lời khuyên về cái việc luyện tập này, lối sống này và chế độ ăn kiêng, chế độ ăn. Ok. 6. In the main gym, you must wear trainers. Ở cái phòng gym chính thì bạn sẽ phải đi giày tập. Trainers ở đây là giày tập nhá. 7. The lifeguard can also give you some tips to improve your swimming. Tức là những cái người gọi là cứu hộ ấy, ở bể bơi cũng có thể cho bạn một số những cái mẹo để có thể là cải thiện cái việc bơi của mình. Ok. Và câu cuối cùng, the timetable for the classes is in a brochure. Tức là những cái thời gian biểu cho những cái lớp học này thì sẵn có ở trong một cái cuốn sách hướng dẫn, một cái brochure, một cái cuốn sách nhỏ để hướng dẫn, để xem ở trong đó. Và bây giờ mình sẽ cùng check lại cái script của bài nghe này nhá. Sau khi chúng ta check cái script, suy khá là dài. Thế ạ, mình check lại rồi mình sẽ nghe lại một lần nữa các em nhá. Bài script thì khá dài nhưng mà người ta nói rất là nhanh đúng không ạ? Đó, và các em cũng phải làm quen với cái việc luyện nghe. Vì học tiếng Anh sẽ chẳng có giá trị gì nếu như mà mình nghe mình không hiểu được người ta nói gì. Và cũng sẽ chẳng có giá trị gì nếu như mà nghe được mà cũng không nói lại được để đáp lại người ta. Ok nhá. Và nhưng mà cứ học từ từ, dần dần. Đừng vội, no rush. Và chúng ta sẽ cùng chữa cái bài này nhá. Hi, come in. Xin chào. Và đi tôi là Maya. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới trung tâm thể thao Grand Park. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn xung quanh cái trung tâm này và giải thích là chúng tôi cung cấp những cái gì ở đây. Và sau đấy bạn có thể hỏi tôi những câu hỏi. Ừ, như các bạn biết đấy thì đây là một trung tâm khá là nhỏ nhưng mà chúng tôi cung cấp rất nhiều những hoạt động khác nhau ở những cái giờ khác nhau trong ngày. Và chỉ cần là bạn muốn nếu như bạn gì à, muốn tới thông qua đây thì bạn sẽ có thể nhìn thấy, bạn chỉ đi qua đây thôi bạn sẽ thấy ngay được những cái phòng chính. Cái phòng này thì rất là đẹp, rất là sáng sủa và nhiều không khí. Và chúng tôi cũng có một cái hệ thống điều hòa rất là tốt để mà bạn cảm thấy ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Và ở đây thì chúng tôi có những lớp học yoga, tai chi, pilates, zumba ở những cái mức độ khác nhau. Thấy chưa? Đấy, yoga rồi thì nhảy những thứ đấy, zumba vân vân. Đây là những cái lớp học ở một cái trung tâm fitness center đúng không ạ? Một trung tâm luyện tập fitness center, phòng gym đấy. Và chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái loại hình nhảy, những lớp học nhảy chẳng hạn như là nhảy nhạc sao, nhạc jazz, Ấn Độ, Latin. Và chúng tôi cũng vừa bắt đầu cung cấp cả thêm cái nhảy flamenco nữa. Tất cả những giáo viên của chúng tôi thì đều có bằng cấp và rất là giàu kinh nghiệm. Chúng tôi có những lớp học cho những người mới bắt đầu cho đến tận là lớp cao cấp. Và một vài trong số những học sinh của chúng tôi thì đang tới kể từ khi chúng tôi mở 10 năm trước. Thấy chưa? Đã tới kể từ khi chúng tôi mở 10 năm trước, tức là họ đã từ 10 năm nay đã là thành viên trung thành đấy, đúng không ạ? Vì vậy nếu như là bạn có thể là theo tôi qua đây nữa. À, chú ý cái bậc thang ở đây, mind the steps, tức là chú ý bước chân của bạn nhé. Chúng tôi đang qua một cái phòng sauna và massage. Chúng tôi có cái giá rất là hữu nghị cho cái mặt massage. Và ở phía đằng đây thì chúng tôi có phòng gym với những cái máy tập thể dục. Và nó là một phòng gym khá là nhỏ, thế nhưng mà lại có rất là nhiều những cái chỗ trống để mọi người có thể là di chuyển xung quanh mà không gặp vấn đề gì. Ok, đó là tất cả những cái gì cần nói này. Ở đằng kia thì chúng tôi có phòng thay đồ và có khăn tắm, tức là có những cái phòng thay đồ và những cái nơi để tắm ấy, đúng không ạ? Và bạn thực sự là cần phải mang khăn tắm riêng của bạn đi nếu như bạn muốn tắm vòi hoa sen ấy, shower. Đấy, nhưng mà bạn sẽ không cần phải mang một cái thảm để tập yoga hay là lớp học pilates. Và tôi cần phải đề cập đến cả quán cà phê nữa, chỉ ngay ngoài cái lối vào thôi. Thì đó là một cái quán cà phê rất là quen thuộc với tất cả những khách hàng của chúng tôi. Và chúng tôi có rất là nhiều sự lựa chọn trà, nước hoa quả, sandwich, rồi bánh.
Vâng, giá cả. Bạn có thể tham gia với khoảng 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm mà bạn có quyền là sử dụng phòng gym và đi tới 2 lớp học một tuần. Và nếu như bạn muốn đi nhiều lớp hơn hoặc sử dụng những phòng như là sauna thì sẽ tính thêm phí, một cái nhỏ, phí nhỏ thêm nữa. Với 3 tháng thì phí là... Là gì đấy thì bắt đầu nói tiếp, được chưa? Rồi ok, tiếp nhá. Đi thì sao? Ok, để tôi chỉ cho bạn phòng gym. Tên tôi là Bill và tôi là cái người gọi là đào tạo, cái người hướng dẫn viên ấy, hướng dẫn viên thể thao chính ở đây. Thế nhưng mà chúng tôi có một nhóm là 4 những người chuyên gia, những người luôn luôn là ở xung quanh đây để giúp các bạn với chương trình tập luyện thể dục và đưa ra lời khuyên về lối sống cũng như là chế độ ăn. Chúng tôi đặc biệt khuyên rằng là bạn nên nói chuyện với một trong số chúng tôi càng sớm càng tốt ngay khi bạn đăng ký và thiết lập một cái chương trình đào tạo cá nhân riêng biệt cho bạn. Vì thế hãy đi ngang qua đây và chúng ta sẽ tới phòng gym chính. Bạn có thể thấy là nó rất là rộng và chúng tôi có rất nhiều máy móc mới tinh. Bạn có thể là tập bất kỳ mọi thứ gì đấy ở đây, từ chạy này, đi xe đạp này, rồi trèo, rồi thì là có cái trèo thuyền đấy như này này, đúng không ạ? Rồi thì là cử tạ này, đấy, bạn có thể gọi tên nó ví dụ như vậy, you name it, tức là example, ví dụ như vậy. Mặc dù là chúng tôi có rất nhiều khách hàng nhưng mà thường là không thường xuyên, nhưng mà phải chờ cho một cái máy nào đấy. Đằng kia thì nó là khu vực để tập tạ. Và nếu như là bạn muốn nhìn kỹ hơn về những cái máy này thì bạn có thể quay lại sau. Ồ, nhân tiện thì bạn cũng có thể tới đây với tức là khi đi giày tập ấy, bởi vì không đùng những cái giày ở ngoài trời. Ok, ok, qua đây thì bạn sẽ tới bể bơi, rất là tuyệt vời, có phải không? Chúng tôi rất là tự hào về nó. Bạn có thể sử dụng nó hầu hết thời gian mà không cần là phải đặt chỗ trước. Thế nhưng mà có một số những thời gian trong ngày khi mà chúng tôi có những lớp học bơi và những cái môn gọi là thể dục, thì lại những cái môn aerobics ở dưới nước ấy, như là môn những cái môn thể dục gọi gì thế nhỉ, cô quên mất tên, tự nhiên cô quên mất tên, tức là trình diễn ở dưới nước ấy, tất cả chúng ta đều biết nó đúng không ạ, cô quên mất tên à. Luôn luôn có một cái người lifeguard, tức là những cái người gì đây ạ, bảo vệ, bảo hộ để quan, để chăm nom khu vực này đấy. Mà những người mà bạn cũng có thể là đề nghị cho xin một số những cái mẹo học bơi gọi là không chính thống cho lắm. Ok, ở ngay phía đằng kia thì có phòng thay đồ và cái tủ có khóa. Ở bên tay phải thì có phòng tắm và vòi hoa sen. Và ở đây chúng tôi cũng có cái cửa hàng riêng nơi bạn có thể mua những cái đồ thể thao hay là những cái đồ uống hay là những cái chất bổ sung riêng. À đúng rồi, bạn thấy rằng là bạn rất là có hứng thú. Và như tôi đã nói thì chúng tôi rất là tự hào với trung tâm của chúng tôi. Tuy nhiên tôi muốn cảnh báo bạn rằng là chúng tôi là hơi đắt hơn so với những cái phòng gym khác trong khu vực. Nhưng mà chúng tôi lại cung cấp một cái mức độ dịch vụ là cao hơn nhiều và rất là nhiều những cái hoạt động khác nữa. Và đây là một cái cuốn sách brochure, một cái cuốn hướng dẫn với cái thời gian biểu của tất cả những cái lớp học mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như là boxing này, taekwondo này, capoeira là cái gì ấy, và rất nhiều những cái thứ khác nữa, bên cạnh là bơi, lớp học bơi lặn, rồi thì trình diễn ở dưới nước, rồi thì là water polo, môn bóng nước. Ok, vậy thì hãy nhìn vào cái cuốn sách này đi, rồi sau đấy bạn có thể nói chuyện với một trong số những người thư ký chúng tôi ở quầy lễ tân về cái sự kết hợp tốt nhất cho những cái hoạt động này dành cho bạn, được chưa? Bài rất hay, rất là hay. Em chỉ nghe rất nhiều những cái bài này vài lần là các em có thể nắm được rất là nhiều từ mới liên quan đến thể thao. Và như này, nếu như mình có thể nghe được hai cái bài A và B như này thì tức là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã có thể đi ra nước ngoài và đã có thể nghe được khi người ta nói về thể thao, người ta sẽ nói như thế nào. Và chúng ta biết rằng là phòng gym đúng không, là một cái gì đó không hề xa lạ với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì một ngày nào đó các em cũng sẽ tới phòng gym và sẽ tập, thậm chí là bây giờ đã có nhiều bạn đến phòng gym rồi và đã tập rồi, đúng không? Nhưng khi mình đến phòng gym tập thì đây là tất cả những thông tin người ta cũng sẽ nói y hệt như thế này cho chúng ta. Đó, nghe được thì tức là coi như sau, tiếng Anh của bạn đã có thể áp dụng cho cuộc sống hàng ngày rồi đấy. Được chưa? Ok, và bây giờ mình sẽ cùng đến với bài số 2. Bài này của mình thì sẽ là luyện tập để điền những cái đáp án ABCD cho nó phù hợp vào những cái câu hỏi này. Thế bây giờ mình sẽ vừa làm và vừa chữa các em nhé. Một vài câu hỏi thôi ạ. Để mình gọi là nhớ thêm những cái từ vựng mình học được trong tiết học ngày hôm nay. Rồi ok, câu đầu tiên. Sân vận động không đủ lớn cho quá nhiều khách, cho quá nhiều những cái người xem. Người xem ở sân vận động thì đừng dùng audience và cũng đừng dùng viewers, mà phải dùng gì? Spectators. Cái này cô đã nhắc chúng ta rồi, đúng không? Spectators, khán giả.
xem ở sân vận động thì sẽ là spectators. Khán giả mà xem ở rạp hát thì sẽ là audience, là chiếu phim, audience. Okay. Viewers hay là congregation thì nó chỉ là những người xem ở nhà thôi. Xem TV ở nhà rất là viewers. Rồi ok, câu số 2. The crowd went wild when Pele gì đấy, the winning goal. Ghi bàn thì dùng từ score the goal. Đám đông trở nên gọi là điên dại đấy. Why? Khi mà Pele gì ghi bàn thắng. Ok? Nó phải là score the goal, nó là cụm rồi. Câu số 3. Because of the bad weather, the match had to come to halt. Cái cụm này mình đã học trong tiết học ngày hôm nay rồi. Come to a halt có nghĩa là dừng lại, được chưa? Do thời tiết xấu trận đấu đã phải dừng lại. Cái này là bắt đầu, hoàn tất và trì hoãn. Câu số 4 ạ. After the today time, the two teams came out in the pitch again. Tức là sau gọi là cái khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp đúng không? Đấy, thì hai đội lại đi ra đường twist sẽ là half time, đúng không ạ? Ok nhá, mình không dùng những cái từ như là phrase, lap hay là round. Ok, lap thì sẽ là như là trong cái, gọi là cái vòng ấy. Khi mà mình chạy quanh sân vận động thì một vòng sẽ là one lap, hai vòng là two laps. Được chưa? Round thì cũng là ví dụ như là vòng cũng là vòng đấu, vòng 1, vòng 2. Ví dụ như là một cái trận đấu giữa hai người đấu võ với nhau chẳng hạn thì sẽ có hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4, round 1, round 2, round 3, round 4. Phase thì nó sẽ là một cái giai đoạn, nhưng mà ở đây thì là half time, còn giữa hiệp, được chưa? Ok, câu số 5. Neymar, Brazil's biggest. Neymar thì các em có biết không nhỉ? Đây là một cái cầu thủ tiền đạo tấn công tốt nhất của Brazil thì đã gia nhập Barcelona từ Santos năm 2013 thì sẽ là striker. Đây là hậu vệ, đây là thủ môn, đây là người hâm mộ, supporter. Câu này thì bắt buộc là phải có kiến thức một chút đúng không ạ? Câu này nếu như các em làm sai thì không sao nhá. Không làm sao. Cô Phương thì không làm sai vì cô lại là một fan của bóng đá thì cô biết rất là rõ Neymar. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi thú vị. Vào mùa giải năm 2011-2012 thì Messi đã lập kỷ lục thế giới mới. Câu này nếu mà nhìn qua thì chúng ta định dùng từ broke, tức là phá kỷ lục thế giới. Nhưng mà phá thì sẽ không dùng new nữa. Vì phá để phá kỷ lục cũ, đúng không? Mà lập kỷ lục mới. Nên nhiều bạn nhìn nhanh quá thì lựa chọn phương án B là broke. Nhưng không, đây là lập kỷ lục mới. Đáp án đúng của mình phải là phương án A. Set a new world record. Ok. Và năm mùa giải năm 2011-12 thì Messi đã lập kỷ lục thế giới mới bằng cách là ghi 73 lần trong một mùa giải duy nhất in a single season. Ok, câu số 7 ạ. Winners were greatly honored by having olive gì đấy. Vòng vẫn là vòng olive, vòng nguyệt quế đấy, nó sẽ là từ wreath này. Laurel hoặc là olive wreath. Người chiến thắng thì thường được vinh danh bằng cách là có một cái vòng olive, vòng nguyệt quế đấy đặt trên đầu của họ và có một cái bài hát được hát về cái chiến công của họ. Đó, ok, câu này rất hay đúng không ạ? Winners were greatly honored by having only wreath placed on their heads and having poems sung about their deeds. Ok, câu số 8 ạ. Những cái vận động viên mà bị loại thì đã mang đến sự xấu hổ không chỉ là cho bản thân họ mà còn cho cả những cái thành phố mà họ đại diện cho. Họ đại diện cho, đây là thiếu động từ thôi, sẽ là represented. Ok, câu số 9 ạ. Ngoài những cái sự kiện gọi là Grandmaster thì cái giải đấu cờ Tata Steel thì cũng tổ chức những cái sự kiện, chắc là sự kiện gì? Nghiệp dư rồi, sẽ là Amateur Events. Đúng không ạ? Đấy, ngoài sự kiện dành cho gọi là Master, dành cho những người chuyên gia thì sẽ còn những nghiệp dư nữa cho những người chơi ở tất cả những cái level. Được chưa? Ok, câu số 10. CCTV footage showed excellent football team were attacked by Polish gì đấy after match. Đội tuyển bóng đá của Israel thì đã bị tấn công bởi hooligan, đúng không? Những người quá khích của Ba Lan sau trận đấu. Hooligan. Ok, đây là trọng tài. Đây là gì đây? Huấn luyện viên, cũng là huấn luyện viên, đúng không ạ? Và đây là đội trưởng. Ok, hai câu cuối cùng ạ. Câu số 11. Thể thao của Mỹ thì đã gì đây? Cái gì đấy? Cấm. Cấm này đã tạo ra những gì mà mọi người cho rằng là một cái thị trường đen lớn nhất thế giới về cược thì chắc là đây rồi đúng không? Sports gambling, cái việc mà gì đây, cấm ấy. Cấm cá cược thể thao ở Mỹ đúng không ạ? Gambling nhá, cá cược.
Ok, và câu số 12. The entire team should be extremely the day of themselves, as out of 407 school teams across Victoria, they finished third in the pool. Thì ở đây sẽ là to be proud of thôi, tính từ, đúng không ạ? Rất là dễ. Là toàn bộ đội bóng thì đều rất là, toàn bộ cái đội tuyển ấy đều cực kỳ tự hào về bản thân họ. Như là trong số 400 gì đây? 400 cái đội bóng ấy trên suốt Victoria thì họ đã đứng thứ 3. Đấy, đứng thứ 3. Ok chưa? Ok nhá. Và đó là tất cả những cái bài tập mà cô muốn gửi tới chúng ta, những cái bài tập cũng như là những cái từ vựng mà cô gửi tới chúng ta trong tiết học ngày hôm nay về nội dung từ vựng về thể thao. Và cô hy vọng rằng là tiết học ngày hôm nay để giúp các em có thể nhớ hơn những cái từ vựng, bởi vì các em không học một mình mà các em đang học cùng với cô Mai Phương, đúng không nào? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau những tiết học sau nữa nhá. Cô hy vọng rằng là sẽ có thể mang tới các em nhiều bài giảng hay hơn nữa về chủ đề từ vựng để giúp các em có nhiều từ vựng hơn, học tiếng Anh tốt hơn. Hãy nhớ yêu tiếng Anh, tin vào bản thân và học tiếng Anh thật tốt nhá. Cô chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em những tiết học tiếp theo.